Thôi bây giờ để tới phiên đi con đi hát nha. Tới phiên chị hát, chị tặng anh Tư, chị Tư cũng như là các khán giả của chương trình Tiếng Hát Hậu Phương và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa một ca khúc được mang tên Anh Cho Em Mùa Xuân. Tặng các em hôm nay luôn. Cái gì nắm tay vậy, ghê quá vậy. Pha cưng, pha trưởng. Tụi bà hát không? Được, hai đứa song ca đi. Cho nó đỡ mệt đi, bố lão bệnh quá. Tình yêu non nước này, bài thơ còn sao xuyên.